Hai mọi người, mình là Vi, đại diện cho team tìm kiếm của HB. Thì ở đây là máy ấm Thiên Ân. Sau khoảng 2 tháng tụi mình lên kế hoạch là chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện này, thì bây giờ kế hoạch cũng đã được thực hiện xong. Hôm nay tụi mình đến với máy ấm thì có rất là nhiều nhu yếu phẩm được trao đến các phụ. Thì hy vọng là với một chút tấm lòng của tụi mình thì các cụ sẽ luôn được sống khỏe, sống vui và hạnh phúc. Từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Quê hương qua những khúc hát sông buồn, một điều lại dù con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời, vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò. Hoạt động này rất là ý nghĩa vì mình một phụ mình thì chỉ có một số phần quà nho nhỏ là gì đấy, tặng cho các cụ, hy vọng là các cụ sẽ luôn luôn là vui vẻ, mình hy vọng là bộ phận mình trong những năm tới thì năm nào cũng sẽ dành thời gian và công sức ra để vận động mọi người làm những cái hoạt động có ý nghĩa như thế này, và mình cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần vô mọi người mục đích để làm nên được cái hoạt động ý nghĩa như thế này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.